nằm mơ thấy mình có bầu có thai điểm báo gì trong giấc ngủ chúng ta thường bắt gặp những giấc mơ khác nhau do cơ thể mệt mỏi dẫn đến giấc ngủ không sâu hoặc suy nghĩ quá nhiều về vấn đề gì đó khiến bạn mơ đến nó để biết được ẩn ý trong giấc mơ của mình bạn phải nhớ những chi tiết cũng như tình huống của giấc mơ đó đã bao giờ bạn mơ thấy mình có bầu có thai chưa cùng chúng tôi giải mã những giấc mơ này để tìm hiểu rõ hơn nhé những giấc mơ thấy mình có bầu là dấu hiệu cho sự bắt đầu của một điều mới mẻ đây là giấc mơ phản ánh sự khát khao được sáng tạo thay đổi và bắt đầu một điều mới trong cuộc sống thực tại bởi phụ nữ là những người mang sứ mệnh tạo ra sinh mệnh mới thực tại bạn đang có dự định làm một việc gì đó liên quan đến nghệ thuật hoặc một điều thú vị bạn đang có dự định mới ý tưởng mới muốn triển khai nếu bạn nằm mơ thấy mình có bầu hoặc bạn đang đề ra mục tiêu mới cho cuộc sống của mình có thể giấc mơ cũng phản ánh thực tại bạn đang có một cuộc sống phát triển ở nhiều khía cạnh có được sự sung túc nhất định hoặc ở hiện thực bạn đang muốn thay đổi một điều gì đó bắt đầu việc gì đó mới mẻ hơn nếu bạn mơ thấy mình mang thai nằm mơ thấy mình có bầu sắp sinh em bé giấc mơ mơ thấy mình có bầu là một giấc mơ báo điểm lành báo hiệu sắp tới sẽ có nhiều niềm vui đến với bạn những người xung quanh cũng dành nhiều tình cảm cho bạn bạn sẽ sở hữu một cuộc sống yên bình và hạnh phúc giấc mơ này cũng phản ánh rằng thực tại cuộc sống gia đình bạn khá ổn định giải mã giấc mơ khi đàn ông thấy mình mang bầu đây là một giấc mơ khá dị thường, phản ánh những điều đang tồn tại trong cuộc sống, mơ thấy giấc mơ này chứng tỏ bạn đang gặp phải nhiều áp lực, từ quá khứ đến cả hiện tại. Đôi khi đây cũng là điểm báo những điều bất ngờ sắp xảy đến ở hiện tại. Đối với những cặp đôi đang yêu nhau, nếu hai bạn đã đi quá giới hạn trong sáng mà mơ thấy giấc mơ có bầu với người yêu thì tức là hai bạn có thể tiến tới hôn nhân rồi đấy. Bên cạnh đó, giấc mơ này cũng phản ánh nỗi lo rằng nếu người yêu bạn có bầu thì phải làm thế nào mơ thấy có bầu là bé trai, sự quan tâm về giới tính của đứa bé trong bụng phản ánh qua giấc mơ này. Nguyên nhân khiến bạn nôn nao muốn biết giới tính của bé yêu có thể xuất phát từ gia đình mình. Tuy nhiên, nếu bạn quá nôn nóng thì cũng nên giữ bình tĩnh, đủ ngày đủ tháng siêu âm sẽ biết ngay mà thôi. Mơ thấy mình có bầu sinh con gái, bạn đặt khá nhiều tham vọng, ước mơ của mình vào tương lai nếu bạn mơ thấy mình bầu con trai. Trong đó, bạn cố gắng cải thiện cuộc sống mỗi ngày bằng cách phải hoàn thành công việc. Mơ thấy mình có bầu là số mấy? đánh con gì? Nằm mơ thấy mình mang thai đôi đánh để số 23, 99, 45. Nằm mơ thấy mình có thai là con gái đánh cặp số 78 hoặc 23. Mơ thấy mình sinh đôi đánh con 22 hoặc 44. Mộng thấy mình có bầu nhiều lần, bạn nên ghi số 37 hoặc 06. Đàn ông chiêm bao thấy mình mang bầu nên đánh số 99 hoặc 66. Nếu bạn thấy hay hãy comment và để lại bình luận dưới video, giải mã giấc mơ.vn sẽ giúp bạn giải đáp thêm những giấc mơ của bạn.